CEO founder của Stats Mastery, công ty chuyên về lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, đồng hành cùng các hệ thống kinh doanh online. Chuyên gia đào tạo, bậc thầy sân khấu, người chuyển hiện thực với hàng trăm chương trình huấn luyện, đào tạo quy mô lớn nhỏ về thấu hiểu nội tâm, gắn kết đội ngũ, đánh thức con người phi thường, sống yêu thương. Tác giả cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam viết về nghề trainer, chinh phục nghề trainer. Người trao gửi giá trị, truyền cảm hứng, khai sáng tri thức và kỹ năng cho hàng vạn người trong suốt hơn 10 năm bén duyên với phát triển bản thân. Người mang tới sự chuyển hóa vượt bậc với những kiến thức kinh doanh, phát triển bản thân gốc rễ và sâu sắc. Trainer của hàng trăm chương trình đào tạo đình đám như Bậc Thầy Sân Khấu, Trainer Master, Thấu Hiểu Nghề Dẫn Dắt Đội Nhóm, Yêu Nghề Phục Vụ, Hiểu và Thương, Tuổi Trưởng Thành. Người đồng hành, chuyển hiện thực, dẫn dắt học viên cùng hướng tới giàu toàn diện. Mentor đình đám với những tuyệt chiêu và bí quyết giúp bạn hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có về vật chất, thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những nhà lãnh đạo kết nối. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những nhà lãnh đạo lan tỏa. Chúng ta sẽ cùng trở thành những nhà lãnh đạo nhân bản và trở thành những nhà lãnh đạo chinh phục. Đúng không ạ? Và đó chính là sự chinh phục những cái gì mà các anh chị đang cảm nhận ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này, thời điểm này khi đang ngồi đây. Sứ mệnh của tôi là giúp cho các công ty, các doanh nghiệp họ gắn kết đội ngũ, xây dựng một đội nhóm tuyệt vời, xây dựng văn hóa đội nhóm và văn hóa doanh nghiệp cho công ty của mình để phát triển một cách bền vững. Để khám phá sứ mệnh của bản thân mình là một hành trình rất là dài và chúng ta phải thử và sai và chúng ta phải trải nghiệm. Thì cái này nó không phải đơn giản là ngày một, ngày hai, nhưng chúng ta cứ làm, chắc chắn chúng sẽ đến một thời điểm chúng sẽ tìm ra sứ mệnh của mình. Làm thôi chưa đủ, làm phải có một mục tiêu, một cái mục đích và phải thấy được cái giá trị và ý nghĩa của mình, phải tìm thấy cái niềm vui trong những cái hoạt động mà chúng ta đang làm. Là chương trình mang phong cách đào tạo đặc biệt, không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng mà còn khiến mỗi cá nhân khai phá khả năng và định hướng cho bản thân. Không phải chỉ là đào tạo về xây dựng văn hóa đội nhóm hay văn hóa doanh nghiệp mà là đào tạo tổng thể. Nó không phải đào tạo một ngày, hai ngày hay là một tháng hay là đào tạo xong thì thôi, mà chúng ta phải đào tạo liên tục và bất kỳ giai đoạn nào chúng ta cũng phải đào tạo, nhưng tùy vào nguồn lực của chúng ta, tùy vào giai đoạn chúng ta đang tập trung thì chúng ta sẽ ưu tiên và dành những cái nguồn lực khác nhau. Tất cả chúng ta đều cần phải quan tâm đến đào tạo cho nhân sự và doanh nghiệp của mình. Coi là lần đầu tiên mà tôi tổ chức khóa đào tạo cho đội ngũ Dova Group, cả nhân viên và cả hệ thống đang kinh doanh online trên cộng đồng mạng. Theo như cảm nhận của tôi thì anh Lê Văn Cương có một cái khả năng đặc biệt, đó là có giọng nói rất là truyền cảm, một cái giọng nói mà ấn tượng đối với người nghe. Tiếp theo nữa, anh là một trong những nhà đào tạo mà tôi nghĩ rằng là đào tạo về văn hóa đội nhóm doanh nghiệp là rất tuyệt vời. Chính vì thế anh Cương là một trong những người mà tôi thật sự tin tưởng để giao trọng trách, đó là đào tạo văn hóa đội nhóm doanh nghiệp. Trong vòng 12 năm qua tôi đã từng tham gia rất nhiều các khóa học và trải nghiệm với rất nhiều người thầy. Có những người thầy rất là tuyệt vời, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi tìm được một người, đó là minh sư của mình. Bởi vì cái khóa học này đó là cái khóa học mà làm cho tất cả mọi người đều mở được cái trái tim của mình ra, mở được cái tấm lòng của mình ra. Có nghĩa là phá băng tất cả mọi thứ để gắn kết lại mọi người. Đồng thời mọi người sẽ chia sẻ được toàn bộ tâm can của mình, những câu chuyện của mình, những bài học của mình, những hiện thực của mình, những thành công của mình và những thất bại của mình để chuyển hóa. Thì đó chính là những cái hiện thực để chuyển hóa cho người khác. Tôi tin rằng là những cái khóa học như thế này hiện tại ở Việt Nam thì nó đếm trên đầu ngón tay. Mà tôi thấy rằng là thầy Lê Văn Cương là một thầy vô cùng tuyệt vời khi đã làm được cái điều đó. Và tôi tin rằng là với những cái khóa học như thế này, không những là các lãnh chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo, mà con người của Việt Nam của chúng ta được tiếp cận với những cái khóa học như thế này, nó sẽ góp phần làm cho Việt Nam của chúng ta trở nên phát triển hơn. Bởi vì trong khóa học thì thầy đã nói rõ về là chúng ta làm việc với tứ trọng ân. Chúng ta làm việc vì bản thân mình, vì gia đình của mình, vì tổ chức của mình và vì đất nước của mình. Và tất nếu như các chủ doanh nghiệp và tất cả con người của chúng ta đều có một tấm lòng sẵn sàng, đó là chia sẻ, giúp đỡ và chuyển hiện thực cho người khác, thì chắc chắn rằng là tới đây Việt Nam của chúng ta rất hùng cường. Thank you.
cương để tạo nên những cái chương trình bậc thầy sân khấu và tổ chức nên những chương trình game cho hệ thống của Phó Tổng Hoàng Lan. Và nếu như ai đó hỏi mình là làm thế nào để có thể bứt phá, để có thể on top cho một hệ thống 15.000 người, thì mình chỉ nói duy nhất một câu thôi: hãy đi học bậc thầy sân khấu của Lê Văn Cương.